Rồi, cho cấu hình electron của hai của nguyên tử hai nguyên tố. Đúng không ạ? Chúng ta có thằng X. Để cho chúng ta thằng X là gì? 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B3. Rồi, ok ha. Thằng Y, 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3B6, 3D3 và 4S2. Rồi đây chính là cái cấu hình electron của X và Y. Được chưa? Thế đây đề hỏi chúng ta là gì các bạn? X phẩy Y có ở trong cùng một nhóm nguyên tố không? X phẩy Y có ở trong cùng một nhóm nguyên tố không? Được chưa? Thì ở đây chúng ta còn xác định cái nhóm của hai thằng này, đúng không? Làm con A. Thì mình thấy một điều là gì? Ở đây thằng X ấy, thì các bạn thấy 3S2 3B3, thấy không? Thì lúc này á, thằng này thuộc về nhóm mấy à? Không rồi, đúng không? Nhóm của nó sẽ là nhóm 5. Lý do vì sao? Các bạn thấy số 2 và số 3 này không? 2 cộng 3 bằng 5. Thì lúc này á, nhóm chính xác của nó sẽ là nhóm 5A trong bảng hệ thống tuần hoàn, tức là nhóm 9, nhóm 5A. Rồi, thằng này chính là, như các bạn nhẩm thì thằng này chính là 15, là phosphor, tức là thằng P á, B phở, ký hiệu là ô số nguyên tố là 15. Các bạn mở bản tuần hoàn xem giúp thầy nha. Các nhóm học thì tôi cũng đã gửi các bạn tuần hoàn rồi. Bản tuần hoàn cho tôi tự tay thiết kế, đúng không? Khổ A3 bìa to đấy. Rồi ở thằng Y ấy thì là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 gì đó thì chúng ta xem ha. Thì chúng ta thấy là lúc này á, thì cái nhóm của nó sẽ là 3D3, 4S2. Tại vì cái nhóm của nó sẽ được hình thành dựa trên cái electron ở lớp ngoài cùng cộng với electron ở phân lớp chưa bão hòa. Hay là phân lớp chưa bão hòa là phân lớp 3D chưa bão hòa đó các bạn. À, phần lớp 3D chưa đang dần hoàn thiện là 3D3. Thì do đó là chỗ này cộng lại thì các bạn cũng thấy là 3 cộng 2 thì cũng ra 5 thôi. Nhưng mà lúc này cái nhóm của nó sẽ là hơi độc lạ tí xíu, là nhóm 5, đúng mà, nhưng mà nó sẽ là nhóm 5B. Trong tài liệu của chúng ta là nhóm 5B ha, nhóm 5B. Rồi ok, rồi vậy thôi. Tóm lại là có cùng một nhóm nguyên tố không thì câu trả lời là không. Một thằng của nhóm 5A, thằng nhóm 5B thì không cùng một nhóm nguyên tố. Giải thích thì tôi đã giải thích rồi. Được chưa? Rồi X, Y cách nhau bao nhiêu nguyên tố hóa học? Thằng X thì các con có là gì? Thằng X thì chúng con có cộng lại hết tất cả mấy chỉ số nhỏ trên đầu của tụi này thôi. Tụi bơm mấy cái đỏ đỏ này đừng nhìn bị gói ha. Thì chúng ta cộng mấy chỉ số nhỏ nhỏ trên đầu. Là số 2 ghi lại, này là số, rồi ok xong. Chúng ta cộng mấy cái chỉ số nhỏ nhỏ trên đầu ha, thì mình thấy là rồi ok. Cộng mấy chỉ số nhỏ lại ha, thì các bạn thấy là ở đây là các bạn thấy này không? 2 2 6 là 10, 10 cộng 2 12 cộng 3 15. Vì là thằng X này á, có số proton là 15 ha, ô số 15 tương tự ha. 2 2 6 là 10, 10 cộng 2 12, 12 cộng 6 là 18, 18 cộng 2 là 20. Đúng không ạ? 20 20 cộng 3. Bạn thấy rõ không? 20 cộng 3 sẽ là 23. Nhóm 5, nhóm 5B. Thì lúc này chúng ta thấy là thằng này chính là 23. Vậy thằng Y sẽ là số 23, proton có giá trị bằng 23. Rồi vậy thôi, cách nhau bao nhiêu nguyên tố thì các bạn thấy lấy 23 trừ 15 thì còn ra cách nhau bao nhiêu nguyên tố nè. Vậy suy ra cách nhau bao nhiêu ô à? 23 trừ 15 ra 8 ô. Giờ cách nhau tổng cộng là 8 nguyên tố. Rồi, bao nhiêu nguyên tố học có cùng chu kỳ không? Thì muốn xét chu kỳ màu xanh cuối cùng nha. Muốn xét chu kỳ thì chúng ta chỉ cần phân tích cái gì thôi. Muốn xét chu kỳ thì mình chỉ cần phân tích cái chỗ này thôi. Đây là chu kỳ nè các bạn. Đây là chu kỳ đây. Chu kỳ của thằng này chính là chu kỳ 3. Thằng X này thuộc về chu kỳ 3 ha. Thằng X thuộc về chu kỳ 3. Rồi đây chính là chu kỳ 3 ha. Chu kỳ 3 thì số 3 bự dành bành thấy không? Rồi tương tự thằng này á, thì lúc này thuộc về chu kỳ 4. Một thằng chu kỳ 3, thằng chu kỳ 4 thì cũng quế tẹo không liên quan gì nhau hết. Được chưa? Có cùng chu kỳ không thì câu trả lời là không. Và cái gì không rõ thì bình luận là đề hỏi sao với lời anh chị. Rồi thôi ha. 15 và 23. Rồi ok.